kính chào quý vị và các bạn. Thật là tuyệt vời khi hôm nay Hải Đăng TV quay trở lại công trường xây dựng cầu Tam Toa, một trong những dự án cấu thành lên tuyến đường cao tốc Ninh Bình Nam Định Thái Bình Hải Phòng. Đây là tuyến cao tốc có ý nghĩa hết sức quan trọng, kết nối nhiều tỉnh thành, tạo động lực phát triển khu vực phía Nam thủ đô Hà Nội, vùng đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ. Thưa quý vị và các bạn, trên màn hình của quý vị là công trường thi công cầu Tam Toa. Chỉ sau hơn một tháng quay trở lại thôi thì công trường thi công đã rất là khác rồi. Công nhân làm việc tăng ca cả buổi trưa và đêm. Công trường gần như là không có lúc nào nghỉ. Phía bên đầu cầu Ninh Bình thì hiện đơn vị thi công đang tiến hành xử lý phần móng các cái trụ cầu. Máy móc thiết bị và nguyên vật liệu được tập kết rất là nhiều. Cách đây hơn một tháng thôi thì khu vực này gần như mới chỉ tập kết máy móc thôi, chưa triển khai được nhiều. Quý vị có thể nhìn thấy công trường được chia ra rất nhiều mũi thi công. Việc chia nhiều mũi thi công như thế này thì sẽ đẩy nhanh được tiến độ thực hiện của dự án. Ở phía giữa sông thì hiện nhà thầu đã bắc cầu tạm để bắt đầu triển khai thi công phần móng trụ. Quý vị và các bạn có thể quan sát thấy máy móc thiết bị đã được tập kết khá nhiều ở giữa sông rồi. Với tốc độ thi công như thế này thì chắc chắn dự án sẽ về đích trước thời hạn. Ở công trường phía bên đầu cầu Nam Định thì tập trung rất nhiều máy móc thiết bị rồi, nhịp độ thi công của bên này thì khá là tấp nập và nhộn nhịp. Hải Đăng TV đến công trường vào buổi trưa nhưng gần như công trường vẫn đang thi công. Khi mà hỏi ra thì mới biết được là họ đang làm tăng ca. Điều này chứng tỏ là chủ đầu tư đang rất tập trung đẩy nhanh tiến độ dự án, tận dụng tối đa thời tiết mùa khô để rút ngắn thời gian thi công. Đây là vị trí giao với đường trục phát triển kinh tế biển của tỉnh Nam Định. Thì tại vị trí này sẽ được thiết kế một nút giao. Như quý vị và các bạn đã biết thì dự án cầu Tam Toa do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Nam Định làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư là 1.450 tỷ đồng. Chiều dài của tuyến là 2 km, đi qua hai xã Khánh Cường và Khánh Trung, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình và ba xã Nghĩa Châu, Nghĩa Trung, Nghĩa Thái thuộc huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Dự án có quy mô là 4 làn xe và vận tốc thiết kế là 100 km/h. Đây là một dự án thuộc tuyến đường cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị và các bạn đừng quên đăng ký và chia sẻ kênh để cập nhật những bản tin mới nhất về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Nam Định. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.